Chiều ngày 28 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh nhóm người cãi vã, thách thức nhau sau va chạm giao thông giữa 3 phương tiện gồm xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con. Trong đoạn video, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh có biểu hiện say rượu liên tục lớn tiếng, xô đẩy người mặc áo phông cộc tay. Chưa dừng lại, người này còn kéo cổ áo đối phương và lớn tiếng hỏi: "Mày thích gì?" Đôi bên sau đó cự cãi và sự việc chỉ khép lại khi nhiều người can ngăn. Nhóm người áo xanh nói trên được cho là lãnh đạo một xã trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Tiền. Tìm hiểu ban đầu cho thấy sự việc xảy ra ngày 26 tháng 3 nhưng chúng tôi mới nắm được. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, ông Thăng cho hay. Ông Nguyễn Xuân Toản, Chủ tịch huyện Tân Sơn thông tin thêm, sau khi nắm được thông tin, Bí thư huyện ủy đã giao các cơ quan đảng và chính quyền xác minh, báo cáo và có hình thức xử lý.